Lily xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay là chiều chủ nhật, anh chồng của Lily ở Miami xuống lên Orlando, nên là gia đình của Lily đi ăn cái chỗ Korean Hot Pot. Cái này là chi nhánh thứ ba mà Lily đi bây giờ review cho cô chú anh chị và các bạn nha. Tại vì là cái chi nhánh này mới mở khoảng một tháng đây thôi, mà ngay cái đường Colonial ở cái đầu, coi như là cái khúc đầu của cái đường của khu Việt Nam á, nên là Lily muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn biết, nếu muốn ăn Korean barbecue và hot pot á và muốn ở gần khu Việt Nam á thì cái chỗ này mình đã có rồi nè, ngay đây luôn đó. Thì họ mới mở được một tháng thôi mà Lily thấy là rất là đẹp luôn á. Họ có một cái chi nhánh ở International Drive, tức là cái đường du lịch á, và một cái nữa là ở thành phố Kissimmee. Hai chỗ kia thì Lily cũng đã ăn thử hết rồi, thì bây giờ đi ăn thử cái chỗ này nữa, cho nên Lily nghĩ cũng giống nhau thôi, nhưng mà có cái location ngay khu Việt Nam luôn thì cũng rất là tiện lợi đó. Volcano Hot Pot Barbecue. Can I do a little bit of video? Thank you. I have a YouTube channel. Đây, Lily đánh vòng cho mọi người xem nha. Đó, cái bar. Mấy hôm nay là Orlando bị gió bắc xuống cho nên là hơi bị lạnh chút xíu. Bây giờ cũng khoảng 60-70 độ, mà hơi lạnh lạnh thôi. Buổi trưa thì rất là ấm, còn tối xuống thì hơi lên lạnh, cho nên mặc áo tay dài tay. Nhưng mà tuần tới là bắt đầu là 80 độ rồi. Ok, bây giờ mình thấy seafood này ha, seafood nhiều nha. Seafood nhiều á, có cua nè, blue crab á, rồi tôm, rồi sò, rồi oyster, rồi crab legs, rồi crawfish, đủ thứ loại thịt luôn. Mực, tôm, mấy cái đồ ăn lẩu nè. Cái này thì mình ăn lẩu, và hay là mình muốn ăn vừa lẩu vừa nướng cũng được luôn. Đó. Nó có những cái này đồ chính. Ở phía bên đây mình thấy là mấy cái đồ này bỏ lẩu cũng được mà nướng cũng được luôn. Bên đây thì mình thấy là có rau cải nè, bún mì này nọ là nằm bên kia. Chắc ăn nướng không ta? Rồi, Lily sẽ lấy cua nha, cô chú anh chị. Ở đây nó bắt đầu hơn là ở trên bên kia rồi. Vậy hả? Ok. Lấy cái này cho nó cái nước nó ngon á. Hình như là không có gạch ha. Cái nước nó ngọt. Oyster, Lily không biết ăn. Cái shrimp. Này là đồ nướng, chắc là Lily không ăn nướng đâu. Vậy hả? Bò, cái đồng bò. Anh lấy hả sắc hay? Là cầm cho em không? À. Cái này ngon này, cái này là cái môn. Ngon.
cho nó mở lò lò nướng lên. Hello. Anh Thành ăn cái, anh Thành nói là nước súp này của Thái không anh? Nước súp của Thái, anh Thành thâm nói thâm dâm nè. Anh Thành nói anh thâm dâm súp thì ăn được này ha. Mình thì ăn cái loại thịt heo. Má ăn loại nào vậy má? Cũng là mà Thái, con chưa Thái, súp Thái luôn, thâm dâm luôn. Hai đứa bé ở đây. Hello, có hello đi con. Hello. Dạ, ông xã lấy sẵn đồ. Chưa có cái súp hả? Chưa có gì. Chưa có súp, chưa có đồ, chưa có mở lò nướng luôn. Mình ăn nướng với ăn súp luôn. Bây giờ mình đi theo anh chồng của mình nha, anh Thành. Anh Thành làm sốt rất là ngon, cho nên là Lily không biết làm sốt sao thì anh Thành sẽ làm. Và sẵn đây Lily cũng review cho mọi người biết. Nhưng mà ai không biết làm sốt giống như Lily á thì học theo anh Thành nha. Rồi, sốt này để mình chấm rất là ngon. Mình làm theo sốt theo kiểu Việt Nam. À, làm theo sốt theo kiểu Việt Nam vậy ta? Bây giờ mình bỏ bắt đầu. Cần. Em cầm cho không sao, em cầm cho. Thứ nhất là mình cho bỏ nước mắm nè. Bỏ nước mắm, ủa nhiều vậy hả? Rồi ở đây nè, ở đây nó có đường nè, mình lấy đường nè. Đường. Hello. Ok. Đợi chút xíu đây rồi cho nó nói chút xíu nữa. Rồi bỏ cái chili sauce vô. Sriracha. Ok. Ok, nước mắm đường sriracha. Rồi. Nước mắm đường sriracha. Mình bỏ cilantro. Cilantro. Là ngò. Ok. Hành. Hành. Ok. Ok, ok, ok. Rồi ớt. Ớt. Rồi, có vậy thôi, giờ mix nó lên. Vậy thôi hả? Ừ. Ủa, nước mắm nhiều vậy anh hả? Mặn không? Vậy thôi á, không cần để sốt Korea vậy trơn á. Thử nha, thử coi Lily thích không nha. Tại thường á, Lily cũng dùng cái sốt Korea đó, nó để là giống như house sauce vậy đó. Mình dùng cái sốt đó, nó thẳng, nó pha sẵn thôi. Rồi, Lily xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. À, thật sự là cũng chưa có xong đâu, nhưng mà chưa có sôi nữa, súp mới ra, chưa sôi luôn. Súp này súp súp heo thôi, với súp heo với xương heo thôi à. Mình để đồ vô trước đi. Cua. Sao nước nó cho ít quá hả? Nước nó cho ít quá hả? Nó cho ít tại vì mình ăn còn nướng nữa hả? Ồ. Anh nghĩ là vậy á. Để cua vô nó muốn hết chỗ rồi. Nhưng mà cái cua nó bự á, muốn hết chỗ rồi. Dạ, dạ. Dạ. Mông. Cái nước này nhìn không hấp dẫn bằng canh chua Thái. Nhưng mà Lily hơi ngán tại hôm nay mới ăn mì gói của Thái Lan á, của canh chua Thái. Thâm dâm mì gói á, hơi ngán cái nước. Nước thâm dâm. Em thích em đổi được đó hả? Dạ. Em nói đi. Để coi. Thôi em chưa có hấp thử, em chưa biết nữa. Chín rồi đó. Hết rồi, em không có lấy mì bún gì chứ, em sợ nâu á. Em sợ nâu. Cái này nó có chép gì trên hả? Không có bơ gì á. Ủa, chắc nó hỏi nó, bơ kìa.
tới. Còn mà cho năm tới. Nếu bên này Florida, từ Miami lên đến Orlando đều bị giống như kiểu hơi xe lạnh á. Buổi sáng với ban đêm thì hơi lạnh. Còn ban ngày á thì mặc quần short với áo tay ngắn thì được. Mà ban sáng với ban đêm á thì mặc áo tay dài. Như vậy nè, hoặc là nếu mà mặc áo tay ngắn á thì mình khoác cái áo nhẹ thì là ấm rồi. Mở cửa nhỏ xuống đây. Mà trời mình xe lạnh như vậy, tối tối xe lạnh như vậy, ăn súp là hết sảy ha. Thích súp với lại thịt nướng. Mà đúng đều. Anh Thành cái này cho em phải không? Ừ. Ok. Mix lên đi. À mix lên. Phải có thêm cái nước chanh mới ngon. Nhưng mà đây không có chanh. Cái đó chanh hả? Nước vàng á. Đâu, cái đó là càng. Đó, rồi chanh chanh hơn đúng không? Sốt này chứ đều nước mắm, đường, sriracha, với lại ớt với lại hành ngò thôi. Đơn giản quá ha. Ngon nha. Ngon. Ngon á. Ngon. Anh để một đống nước mắm, con tưởng không ngon, má có đó sao nhiều nước mắm quá vậy. Anh để một đống nước mắm luôn, con tưởng là mặn. Mà ngon. Ồ ngon á, anh Thành ngon á. Em bỏ thêm nước chanh vô. Ok. Đó, cái này phải có chanh nữa. À. Cái này là mình đang ăn lẩu, mình chấm nước lẩu. À, chấm với mấy cái đồ của lẩu. Đồ lẩu. Em nghĩ đồ nướng cũng ngon á. Đồ nướng cũng được, nhưng mà nó cái này là chính là không đúng lắm hả? Đúng rồi. Thằng nước mắm thì đồ nướng hơi bị sai ha. Ừ. Ừ, có chanh như nó đỡ kiểu mà đỡ mặn á. Ngon á. Ngon. Em lấy cái miếng thịt bò đó, em nhúng này em chấm vô ăn thử coi. Ừ. Dạ. Dạ. Anh muốn thử này không? Anh chế cho anh. Có cái thành này em. À, ngon á. Thường á em hay lấy cái house sauce của Korea thôi à. Cái này là cái sauce. Đúng rồi, kiểu Việt Nam làm. Kiểu Việt Nam, tại nước mắm mà. Bỏ vô đi. Để lấy xong đi, ăn xong thì lấy cái này mới bỏ vô. Hai cái này nó bận rộn quá, mình hiểu không? Ăn hai cái đó nó khổ. Một là mình ăn nướng không? Đúng rồi đó. Hai là mình ăn cái này không? Đúng rồi, ăn hai cái đó nó bận lắm. Tại nó không có chỗ. Không cơm sao mà ăn cũng được. Cái này chắc phải ăn cơm, ăn cái cơm ăn không hả ta? Cái cơm. Cơm đâu có. Không có. Có, mình kêu nó lấy nha. Ờ, chắc lấy cơm này ăn ngon. Nói nó lấy ra cơm cho mình chứ. À, lấy siêu quy vậy? Em lấy siêu quy không? Em không lấy. Em không ăn rồi thôi. Siêu quy này nhìn thấy đồ vật giống như đồ giả rồi. Em không lấy. Em nghĩ cái này chấm lẩu ngon hơn là cái nướng. Tại cái nướng nó mặn á. Cho nên phải làm cái này ăn lẩu. Đúng rồi. Nướng chấm kiểu mà của nó á, cái ngọt ngọt á. Lấy thịt bò đó anh nên chấm vô thịt bò nướng cho nó sôi. Nhưng mà nó làm cũng mặn mà lắm á. Nó làm cũng giống như là
cũng vừa ăn lắm á. Cảm ơn Lạc. Dạ. Oh yeah, please. Ừ, thịt nướng là của chú anh chị, hấp dẫn hơn. Đó, cô Lily nè, cô Anh Thành, cô ông xã Lily. Khi nào ba máy hôm qua? À, em cũng không biết nữa. Giờ đã có gì không? Giờ đây nóng rồi. Giờ đã ớt không? Ớt ớt kiểm á, càng cay càng tốt. Dạ. Còn. Mấy cái thịt nướng ở đây ướp cũng rất là đậm đà nha. Đây thịt nướng ướp được. Ừ, đậm đà. Cái này mua cho ăn cái đó. Mực. Thịt nướng à. Rice, thank you. Ăn Thành, má ăn không? Ăn cơm không? Cái này em mới ăn cơm. Ừ. Đúng rồi, cơm nó ngon. Ăn nướng ăn cái cơm. Muốn lấy bò, tôi lấy thêm bò cho. Nó rồi luôn đây. Trời nhiều quá nè, ăn trời không kịp hết chúng tôi chứ. Thấy không? Để coi em thích, thích ăn hai món. Dạ. Bạn luôn, tôi là bạn. Này sức của Lily. Yeah, nhưng mà đồ ăn nó không biết chỗ đó đâu nha. Được chưa? Cái location này nó tiện. Giống như là đi khu Việt Nam. Theo West Colonial phải không? Biết mà, cứ biết chứ hả? Việt Nam chứ West rồi ăn giống mà. Đi chơi chơi, thằng nào đi vô Việt Nam á. Đúng rồi, nhưng mà không có nhiều. Chấm sốt ngon. Cái này chấm lẩu nó hơi sậy. Nó có cái mùi nước mắm ấy, giống như lẩu mình ăn á. Ngon. Ngon. Em lấy miếng thịt bò đó, bò tươi á, em chấm ăn ấy nè, chấm là đó. À bò để đây á hả? Đây nè. Cái bò. Nè. Bò hay lên gì vậy? Muối lò hợp em không biết, em không biết nè, em không phân biệt được. Ngon. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá cô chú anh chị. Má ăn nướng không? Con lấy cho má. Ngon. Bây giờ tao kêu má đừng ngon. Đừng có lấy nhiều, lấy vừa thôi. Không biết ngon. Đây cả tuần đi ăn ăn buffet, bữa ăn với anh Thành rồi. Trời ơi, vậy ngon buffet. Cái súp này cũng được á. Ăn không có nổi, nghe không? Đã biết rồi. Cái súp này cũng được. Giống như nó hơi như là sao ta? Nó không có nhiều gia vị lắm, nó giống như nó hiểu hơi đơn giản. Nhưng mà mình chấm với sốt rồi nó đậm đà. Lấy cái đóng đi không? Nhưng mà mà lấy cái đóng vô má không ăn cái gì thôi. Cái súp giống như kiểu không có nhiều à. Gia vị á, mình tưởng tượng như là súp súp chai vậy, giống giống vậy. Cái này là tính ra là quá ít đồ ăn. Chỉ bằng phân nửa bên kia thằng kia thôi. Đúng rồi. Giá cũng bằng hơn, chỉ ba mấy đồng thôi. Nhưng bây giờ mấy người nó tàu mở rồi nè. Tàu không à. Tàu mà mở. Nhưng mà nó tiện thôi. Để coi. Tàu vũ này là ăn lẩu nướng. Cái giá, đi lì coi giá nha. Có để giá không? Anh không thấy. Có chứ. Không thấy giá vậy ta? Tại trong cái menu không thấy giá. Chỉ nước thôi à? Tôi nó 5 đồng thêm à. Đúng rồi, tụi nó khoảng có 36 đồng. Không thấy giá. Không thấy giá mà chú anh chị ơi. Không thấy giá, không biết giá.
chắc cũng ba mấy đồng, thường cũng là ba mấy đồng, 32 đó, 32 đồ này nè thường. Ở đây có một chỗ điểm khấm có những cái nít à, nó mới mở cho cái gì á, những gì á em chỗ nào có thường 35 đồng hàng phần nơi thấy mẹ không ra đây trên đây 40 lỗ mày điên quá. Chỗ nào hả, điểm khấm có những cái nít chỗ nào giam mì á, nằm ở dưới ba lên á. Mình đi chưa? Chưa. Ông mới mở luôn hả? Ồ. 35 đồng phần em ơi. 35 đồng phần. Ồ, hôm nay là hôm nay là 40. Wow. Mắc quá vậy. Quá mắc rồi đó. Mắc quá. Nó đâu có gì đâu em, nó có special gì đâu. Vậy hả? Không đi đâu em ơi. Em nhấp cà phê hả hay là nói ra? Cà phê đâu ngon bạn. Cà phê đâu ngon mà để cho mấy tụi ấy. Nói gì nè, 35 đồng một phần. Em đi ra ngoài anh với em ăn không tính cái đó đâu. Hai người ăn cao lắm 50-60 vậy thôi. Yeah. Đúng không? Có mất. Gì hả? Má ba. Thứ ăn là lỗ mà. Má ăn mấy cái bò. Ngon. Cái này á, cũng là ngon là phải ăn bò. Phải làm cái nước sốt của mình. Mấy rồi anh ăn ở dưới cái chỗ kia. Ở đây kia mình làm cái nước sốt đi. Nên mình cắm mấy cái càng cua với lại mấy người kia nè. Chứ còn mà lấy nước sốt này không ngon đâu. Nhưng mà nước súp này em thấy ngon nè. Thì nước sốt này mình làm thấy nước súp mình... Nước súp này ngon nè. Nó ướt mập không á? Nơi mình làm nước súp á. Đó, stop. No, stop. Stop. Mom, what are you doing? Đây là dưới nằm nha. Nếu mà chọn ăn cái này với ăn cái nhà hàng dưới thành, em chọn nhà hàng dưới thành hơn. Cái giá bằng nhau, ta sẽ ăn cái đó. Ăn cầu. Nhà hàng Tàu bữa hôm á hả? Ừ. Tại vì đó nó thứ nhất là nó very busy. Cái đồ ăn khác cũng là nó nhiều đồ ăn hơn, thích hơn. Nhiều hơn. Con thôi nó bớt nóng là mình cạp. Giờ nhà hàng đó là khó. Tầm nướng như cơm. Hai cái bọn cũng chung rồi nhưng nhỏ rồi. Tôm nó không dám cho tôm bự. Đúng rồi. Đúng rồi, tôm nhỏ. Ở kia nhà hàng á, em thích nhà đồ ăn đó nhưng mà nhà hàng Đình Dơ quá rồi. Này thịt gì anh? Bò burger với bê đê bò, một trong hai cái. Này thịt bò nướng, nhìn ngon. Tôm sống ở đây. Má ăn không má? À, ăn được nướng. Ăn không kịp. Ông ăn đem là ăn nướng cho. Thành, thịt nướng nào. Ăn đi, ăn đi. Chứ biết đâu, tâm lý là nhìn nhiều quá ăn nổi. Đúng rồi. Nhìn nhiều quá, nghe không? Em thấy đồ nướng nó ướt cũng ngon á chứ. Không ăn thấy được á. Em thấy nè, nãy em thấy đồ nướng ướt ngon nè ha. Súp của em cũng ngon. Ngon hơn dưới canh kia. Chỗ nào? Dưới canh kia, canh kia, chụp xin đi. Được. Chỉ có không có đồ nhiều thôi phải không? Ít đồ thôi. Ở đây ở qua thịt bò nướng ăn được. Ừ, ngon á, thấy ngon á. Giờ mà ăn này ăn cái cơm là ngon. Ngon thì luôn á, cái cầu súp không anh nhìn thấy. Nhưng mà ăn với cơm, ăn với cơm nó ngon. Quá bận đi chứ phải chứ. Lần nào đi á, lần nào đi ăn á, mình lấy hai món á. Là
mà cái thằng vô thì thằng ấy ăn mình ăn nướng nó cầm vào trong bàn hả ngồi đồ nướng không ngồi hỏi gì ngon trời mấy anh mới ăn mà không nói chuyện luôn rồi bắt đầu là ngồi đó luôn đấy quá trời ăn từ từ thôi má enjoy với má ăn kiểu đó là giờ má xong trước hết còn thích cái gì ăn hả còn thích cái gì ăn đúng rồi ăn nữa đi má lấy nước nước lạnh không bỏ chưa bỏ chưa Yeah, yeah, yeah. Go ahead and check it out. Replace it. Nướng thêm không cả? Nướng thêm. Cái gì nó đủ rồi hả? Nướng mình phải nhặt mấy chiếc này đó nha. Vậy thôi. Để cái mắt con nó bận mắt, đây cái dĩa đang ăn hết. Ủa? Quên. Ăn steak không em? Ăn steak. À anh tự lấy được. Tự lấy được không sao đâu. Lo lo với chắc em ơi. Kinh nghiệm sao? Vô đây mà muốn mời á là ăn steak. Một quá. À đúng rồi ha. Mà cô không có giờ lòi nổi chứ trời có làm ăn mà trời muốn ăn cái gỗ rồi nó ăn. Thời đại này là thời đại ít ăn. Không phải thời đại mà ăn cũng như hồi xưa. Đúng rồi. Ăn sống chết đúng, đúng rồi. Ăn để mà xưa là ăn sống chết á. Đúng rồi đó, ăn cái này là chỉ có ăn ra nhiều miệng thôi. Không dám ăn nhiều. Ăn hơi quá. Trời cá nặng này. Thật sự ra đó. Muốn ăn ngon đó, là phải đi tắm biển. Đúng rồi, đói. Xong rồi lên ăn buffet là ngon. Trời ơi, nó đói. Còn mà hả, ở trên bờ là không bao giờ mà mình bên cái calorie mà. Đúng rồi. Cái tắm biển nó lên cái tự nó đói ha. Tắm biển. Ăn đã lắm. Tắm biển 15 phút. Tiếng đồng hồ đó. Bảo đảm em ăn thứ gì quỷ gì nó ngon đó. Ăn tới lỗ luôn người ta luôn. Vô bờ phê ăn lỗ luôn. Như là biết không, cái biển của anh Thành á, nó bị hỏng. Được không? Có cái biển ôi trời tàu. Không, bãi biển lạnh tôi lạc rất ngon. Ở dạ. Đổi đổi cái khác không? Không đổi không? Đổi nhưng mà don't turn off, right? Oh, they don't need to đổi hả? Are we gonna do some more? Probably not. We're not going to grill anymore. Yeah, I think you can good. Turn it off. I think we're good. Mình ăn chút xíu. Muốn đi ăn mình kiếm cái chỗ nhà hàng nào mà có thịt bò Wagyu. Oh, you can eat. Oh, có mình để ta có rồi. À, để ta có. Orlando sắp sửa mở. Mở đâu? Orlando sắp sửa mở. Mở đâu? Nó mở như hai cái nhưng mà là nó chưa có mở, nó chưa lên. Là món gì là gì? Miami nó sẽ có. Nhưng mà là đồ của nước nào? Đây là đồ nướng nè. Ờ, đồ nướng giống vậy đó hả? Ừ, đồ nướng nhưng mà nó chính mình làm bò rồi. Nhưng mà là bò ragu hả? Ờ. Tức là bò ngon. Ragu là bò. Ragu là ngon. Ờ. Ngon nhất. Ừ. Ở lên đồ sắp sửa mở hả? Ừ. Anh biết chỗ nào anh? Biết chỗ nào? Cái lầu là 4 mấy á. Đi qua không biết. 95 đồng một người. Buffet hả? Buffet. Trời ơi mắc dữ vậy. Trời ơi. Cái đó 100 đồng thôi. Thịt bò đó không làm lời á. Đúng rồi. Ngon vậy hả? Tại thịt bò đó rất là ngon. Ờ. Miếng thịt bò đó đó, một miếng của nó đó. Mà nếu mà thật sự bò của sự nhất á, một miếng nó chỉ thiếu 240 đô. Rồi. Nhưng mà bò Wagyu nó nuôi ở bên Mỹ rồi. Ờ. Cho nên bao nhiêu dịch. Không. Tiên kia cũng nuôi á. Đúng rồi. Cái bò Mỹ á, Wagyu Mỹ rẻ hơn mà bò kiếm sức của Nhật. Đúng rồi đó. Nhưng mà cái đèn mở quá, cái đèn mở quá trình thử. Có mới gọi. Ai gọi? Bật gọi. Cái ghẹ này em phải nấu, có từ kiểu cũng hơi canh lắm. Nãy em nấu nãy giờ rồi, chắc được rồi. Cũng thôi là ăn cái tâm mình. Nhưng mà không được chắc, không có gạch nữa. Cái này là cô dành hôm nay. Ừ. Nhưng mà ngon. Nó ngon nhưng mà ăn có tốt từ cao.
nó không có chắc bở bở. Để đây miếng luôn. Đây cái bò kìa. Bắt nó lại nè. Bắt nó lại đây. Gà nữa. Vừa gà mà. Ủa con nữa kìa. Trời. Má lấy hết không? Má lấy được cho má ăn thôi. Sao cái này kali mà lại thấy dạo này đi ăn mấy cái này em thấy lộ. Ăn nổi nữa hả? Ăn nổi hả? Ăn không nổi nữa hả? Nó không phải tại vì em tiếp theo tại vì em không ăn nhiều được. Bữa đi đi ăn nướng như vậy ăn được có mấy cái rồi không cái đầu thấy không? Cua bở quá. Quá đẹp, đẹp. Vậy không được kìa. Đó, đó. 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 Nó có độ dessert á. Ừ. Cũng ngon lắm. Dessert gì anh? Đây nó có bánh, chè chè nước dừa hả? Nghe cái chỗ mới biết không? Cái hũ đó chị đó. Tại con chị đó. Tại con chị đó. Nó có cái trong cái hũ cao vậy nó màu trắng. À đúng rồi đó. Ngay góc á, ngay góc cái cửa. Cắt kem không? Mày mở cái miếng thịt lên. Em cầm thịt kem lên rồi đó. Em cắn cho. Cầm lên cao cao chứ. Cầm lên. Go to the bathroom. What is it? What is it? Again. Over there. At the corner. Đem theo đó làm gì không biết nữa. Cái này nó teo lẹ. Đây là thịt heo. Heo gạo quá. Thịt heo belly. No rồi đó. Ê, tắm rồi, ăn này mong ngon nè. Nó ngon. Trước kia mà ăn này nó thật sự nguyên ngày để ăn. Để dành bụng. Ăn chút xíu rồi. Để em ăn mới ngon được. Nhưng mà khổ không biết. Ăn cái nước á. Nó làm ngon hơn. Nước ngon hả? Nước ngon. Nước giống như giản dị lắm. Giống như là không có nhiều lot of seasoning nhưng mà vừa ăn. Không có mặn, không có lạc. Nước đây cũng làm được. Thơm dâm cũng được. Cái này đặc biệt là ở bên Bắc. Ở đâu? Ở miền Bắc càng lạnh lên. Ờ đúng rồi. Càng lạnh là càng dữ. Bên em. Đúng rồi. Miền Bắc ăn mấy cái này là đã lắm. Yeah. Lạnh nó vô ăn đã lắm. Bữa nay là mình ăn được á. Tại không có nóng. Nó lạnh lạnh, mắt mắt lại lạnh. Vậy chứ mùa hè em cũng đi ăn à. Không, mà mùa hè mình ăn được không thấy ngon lắm. Không thấy ngon lắm đúng rồi. Tắt lửa nè. Cố gắng ăn hết rồi. Cô gái ăn hết rồi. Hết rồi, mình ăn hết rồi mình đâu bỏ đâu. Mình đâu bỏ đâu. Ở đây chắc Việt Nam tới thường, tới nhiều á. Tại khu Việt Nam mà. Tức cười bữa đi xuống Miami. Em với Thúy đang ngồi ăn với cái chỗ mà cái Miami Bar gì đó. Mấy chú cám Việt Nam đi qua, Việt Nam. Rồi, tao Việt Nam biết. Nói chung là cái Việt Nam.
Lily ăn chè này nè, ăn được lắm, chán miệng á. No quá cô chú anh chị ơi, ở vậy sợ ăn buffet lắm. Dạ. À. Còn không? Còn chúng ta đi bỏ thùng rác. Còn đi đi, let's go. Đi ra ngoài trước đi, còn anh Thành ra sao? Đi con. Thôi ăn buffet là ăn buffet là bị no, bị cứng bụng. Quá no. Rồi, gia đình của Lily đi về nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video thích ngắn ngày hôm nay. À, gia đình của Lily chỉ là đi ăn thử cái tiệm mới mở Grand Opening. À, đúng ra họ mở cũng một tháng rồi. À, ở gần khu Việt Nam, ngay cái đầu đường là khu, ngay đường Colonial luôn á, ngay cái đầu của khu Việt Nam luôn á. Thì Lily thấy là ở trong đây là ít nhất 5-6 bàn là người Việt Nam á. Ăn á, thì những cái location khác á, thường thấy là đủ thứ loại người, mà ở đây thấy người Việt Nam mình ăn nhiều, tại vì nó ngay khu Việt Nam á. Đó, thì ăn cũng ngon, ướp những cái thịt ướp nướng rất là ngon và súp rất là vừa ăn. Thì Lily sẽ để lại địa chỉ cho các chú anh chị và các bạn, ai mà đến Orlando chơi mà đi khu Việt Nam thì có thể ghé đây ăn hot pot và barbecue nướng của Korea nha. Ok, gia đình của Lily cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhé. Rồi mình hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha. Bye bye. Bye đi con. Bye bye.